Sáng ngày 10 tháng 7 năm 2021, ngành y tế Đồng Nai đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hàng ngàn công nhân của công ty Pochen Việt Nam đóng tại phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Do số lượng lấy mẫu rất đông với khoảng 17.000 công nhân, nên ngành y tế đã huy động sự trợ giúp của gần 100 sinh viên, cán bộ, trường cao đẳng y tế Đồng Nai đến hỗ trợ. Công ty Pochen Việt Nam ở cạnh chợ Hóa An, vào ngày 7 tháng 7 năm 2021, tại chợ phát hiện một ca dương tính COVID-19. Ngay sau đó, hơn 200 tiểu thương được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Kết quả có nhiều mẫu gộp dương tính, hiện đang chờ kết quả xét nghiệm đơn để khẳng định. Lo ngại chợ Hóa An sẽ thành ổ dịch phức tạp do gần công ty Pochen Việt Nam với hàng chục ngàn lao động, phòng trọ dày đặc, nên trong chiều ngày 9 tháng 7, thành phố Biên Hòa đã tạm dừng hoạt động ngôi chợ này.